nam sinh lớp 10 bị 12 người đánh bất tỉnh giữa đường. Ngày 11 tháng 1, công an thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý vụ nhóm thanh thiếu niên đánh một nam sinh lớp 10 bất tỉnh. 18 người bị triệu tập là những thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi. Theo thông tin ban đầu trước đó do có mâu thuẫn về việc MPK và một người bạn bị nhóm của Quốc Khờ, 16 tuổi, ngụ xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, cùng là học sinh lớp 10 tại trường Trung học phổ thông thành phố Trà Vinh đánh. Ngày 9 tháng 1, sau khi tan học, nhóm của Ca hẹn đánh nhau một lần nữa với nhóm của Khờ. Lần này để tăng thêm sức mạnh, nhóm của Ca đã rủ thêm bạn đi cùng. Khi đến điểm hẹn, khi nhìn thấy Khờ, nhóm của Ca xông tới liên tục dùng tay, nón bảo hiểm để đánh Khờ bất tỉnh. Khờ khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh và được xác định là bị sưng má trái, chảy máu mũi, miệng và đa chấn thương phần mềm. Nhận tin báo, công an thành phố Trà Vinh xác minh triệu tập những người có liên quan đến làm việc. Tại đây, 12 người đã thừa nhận là tham gia đánh khờ gây thương tích. Ông Lê Thanh Nam được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Ngày 11 tháng 1, Thành ủy Hà Nội đã ra quyết định số 6114 qdtu về việc điều động ông Lê Thanh Nam, Phó Bí thư huyện ủy Đan Phượng nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng nhiệm kỳ 2021-2026 đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức giám đốc sở này. Ông Lê Thanh Nam là cán bộ trưởng từ cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, từng trải qua nhiều vị trí công tác. Trước khi bổ nhiệm vị trí làm lãnh đạo huyện Đan Phượng, ông đã có gần 30 năm kinh nghiệm làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội. Trải qua nhiều vị trí như giám đốc văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hà Nội, phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, phó bí thư huyện ủy Đan Phượng, chủ tịch Ủy ban nhân dân Đan Phượng. Qua đó ông Lê Thanh Nam luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Mưa phùn ở miền Bắc kéo dài đến khi nào? Những ngày gần đây thời tiết ở thủ đô Hà Nội và Bắc Bộ trời nhiều mây, mưa nhỏ và có mưa phùn cả ngày, nhiệt độ phổ biến từ 18 đến 12 độ C. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết mưa nhỏ và mưa phùn rét ở miền Bắc sẽ vẫn còn tiếp tục trong hôm nay, 12 tháng 1 và ngày mai. Từ ngày 14 tháng 1, mưa dự kiến sẽ giảm nhanh, trời sẽ ấm lên. Sau đó ngày 16 và ngày 17 tháng 1 ở Bắc Bộ Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng có mưa, mưa rào và có vài nơi mưa rông. Cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định rằng trong vòng một tháng tới, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Số ngày rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Do đó nên nhiệt độ trung bình toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình các năm từ 1 đến 2 độ C, có nơi cao hơn 2 độ C. Người Việt mua gần 370.000 xe ô tô mới trong năm 2023. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, doanh số bán xe toàn thị trường ô tô Việt Nam của các đơn vị thành viên tháng 12 năm 2023 đạt 38.740 chiếc xe, tăng 39% so với tháng trước. Trong tổng doanh số bán hàng có trên 32.133 xe du lịch, tăng 43%. Có 6.407 xe thương mại, tăng 20,5% và 200 xe chuyên dụng tăng 9% so với tháng trước. Về nguồn gốc xe, trong khi xe sản xuất lắp ráp trong nước tiêu thụ được 24.044 xe, tăng 33%, thì doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 14.696 xe, tăng 49% so với tháng trước. Mặc dù có tháng cuối năm cao vượt trội, thế nhưng tính chung cả năm 2023, các đơn vị thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam có tổng doanh số bán là 301.989 chiếc xe các loại, giảm tới 25% so với năm trước. Điều đáng chú ý là cả ba phân khúc xe đều giảm mạnh. Xe ô tô du lịch giảm 27%, xe thương mại giảm 16% và xe chuyên dụng giảm đến 56%. Còn nếu tính thêm doanh số của một đơn vị lắp ráp trong nước chưa được tính và các thương hiệu nhập khẩu thì năm 2023, người Việt đã mua sắm tổng cộng 369.439 xe ô tô mới các loại, giảm 139.702 xe, tương đương với 27,4% so với năm 2022. Tính trung bình mỗi tháng, thị trường tiêu thụ khoảng 30.789 chiếc. Tìm thấy bé gái mất tích khi đang bò trong rừng rậm ở Nghệ An Trưa ngày 12 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An, Vi Văn Cường cho biết, lực lượng công an địa phương vừa phối hợp với công an xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, cùng gia đình tìm thấy cho bé 2 tuổi trong rừng rậm hơn một ngày sau khi mất tích. Trước đó, vào ngày 10 tháng 1, anh vừa bá rìa bí thư tri bộ bản hồi sái xã tri lễ đưa vợ và con là vừa thùy dung 2 tuổi về nhà ông bà ngoại ở bản hủy cọ xã nhôn mai chơi sáng cùng ngày anh rìa và vợ sang nhà người thân con bé dung ở nhà chơi với ông bà ngoại về nhà không thấy con đâu cả gia đình tỏa đi khắp nơi tìm kiếm nhiều người nghĩ cháu bé còn nhỏ chưa đi được xa nên rất lo lắng nghi bị bắt cóc đến sáng ngày 11 tháng 1, gia đình đã trình báo sự việc đến chính quyền công an địa phương Nhận tin báo, công an xã Tri Lễ lập tức triển khai lực lượng sang để tiếp cận người thân, xác minh thông tin, phối hợp với công an xã Nhôn Mai triển khai phương án tìm kiếm. Nghe tin cháu Dung bị mất tích, hàng chục người dân trong bản đã đến hỏi thăm tình hình, cùng gia đình lực lượng công an đi khắp nơi để tìm tung tích cháu bé suốt ngày đêm. Do khu vực gia đình sinh sống là rừng núi rậm nên việc tìm kiếm khó khăn. Đến khoảng 15 giờ ngày 11 tháng 1, lực lượng chức năng cùng người dân bất ngờ tìm thấy bé Dung đang bò trong rừng rậm cách nhà hơn 600 m Thời điểm tìm thấy, bé đã tím tái người vì lạnh, sức khỏe có dấu hiệu yếu đi vì hơn một ngày đêm không ăn uống. Cho bé sau đó được sưởi ấm, ăn uống và đưa lên trạm y tế xã để được chăm sóc sức khỏe ổn định trở lại. Lưu hành 15 tờ tiền giả, ba thanh niên ở Hà Nội bị khởi tố. Công an huyện Sóc Sơn Hà Nội đã khởi tố bị can đối với ba thanh niên lưu hành tiền giả, tăng vật thu giữ là 15 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Chiều ngày 11 tháng 1, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Công Đạt, Đinh Văn Bắc, Lê Trường Lam về tội lưu hành tiền giả. Trước đó vào khoảng 17 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2023, tại thôn đoài xã Phú Minh, Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với Công an xã Phú Minh bắt quả tang đối tượng Đinh Văn Bắc sinh năm 2006 và Lê Trường Lam sinh năm 2004 cùng thường trú tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn có hành vi lưu hành tiền giả. Tăng vật thu giữ là 15 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Sau khi đấu tranh khai thác, công an tiếp tục bắt giữ đối tượng Nguyễn Công Đạt, sinh năm 2004, ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, là đối tượng đưa cho Bắc tiền giả đi tiêu thụ. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Gần 1.000 cây thuốc viện trồng trong vườn nhà dân, Ngày 11 tháng 1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa phát hiện hai vụ trồng cây thuốc viện trong vườn nhà tại thành phố Lạng Sơn và huyện Văn Lãng. Trước đó, ngày 10 tháng 1, Công an xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực thôn Khòn Bát, xã Mai Pha, thì phát hiện trong vườn nhà anh NTH, sinh năm 1982, chú thôn Khòn Bát, trồng hai luống cây màu xanh nghi là cây thuốc viện. Tổ công tác đã mời đại diện chính quyền địa phương, người chứng kiến để lập biên bản ghi nhận sự việc và thu giữ toàn bộ vật chứng là 451 cây để xử lý theo quy định. Tại cơ quan công an, anh Hát khai nhận số cây trên là cây thuốc viện tự trồng trong vườn nhà mình với mục đích để phục vụ nhu cầu cá nhân. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, hồi 9 giờ 50 ngày 9 tháng 1, Tổ công tác Công an xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng tiến hành ra soát việc trồng trái phép cây có chứa chất ma túy trên địa bàn. Có đó phát hiện tại khu vườn đằng sau nhà bàn NTL, sinh năm 1979, chú thôn Khun Jong, xã Bắc Việt đã trồng 493 cây thuốc viện, chiều cao từ 8 đến 10 cm. Qua xác minh ban đầu, bà L trồng cây thuốc viện với mục đích để ăn và chữa bệnh cho gà nên vào khoảng giữa tháng 12 năm 2023, đã tách hạt từ các quả cây thuốc viện để gieo trồng tại vườn nhà. Sau khi phát hiện, công an xã Bắc Việt đã kiểm điểm, phá nhổ toàn bộ số cây thuốc viện nêu trên, đồng thời lập hồ sơ xử lý hành vi vi phạm đối với bà L theo quy định của pháp luật. Tân Thủ tướng Pháp bổ nhiệm bạn đời đồng tính làm ngoại trưởng Thủ tướng Pháp Gabriel Attal ngày 11 tháng 1 đã công bố nội các mới, trong đó bạn đời đồng tính của ông là Stéphane Sejong được bổ nhiệm làm ngoại trưởng theo France 24 và Reuters, ông Si Chang 38 tuổi là người đứng đầu Đảng Phục hưng, của tổng thống Emmanuel Macron và nhóm đổi mới châu Âu tại Nghị viện châu Âu đã thay thế bà Catherine Colonna làm ngoại trưởng. Ông Si Chang đã cố vấn cho tổng thống Macron kể từ khi người đứng đầu nước Pháp còn là bộ trưởng kinh tế và tài chính. Năm 2014, ông Si Chang gia nhập nhóm của ông Macron và tiếp tục sát cánh với ông Macron cho tới khi ông đắc cử tổng thống Pháp vào năm 2017. Tổng thống Macron bổ nhiệm ông Gabriel Attal làm thủ tướng ngày 9 tháng 1, thay thế cho bà Bon. Ông Attal, 34 tuổi, trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Pháp và là người đồng tính công khai đầu tiên giữ vị trí này. Ông Attal và Sitchong công khai mối quan hệ vào năm 2018 khi ông Attal chính thức thừa nhận là người đồng tính. Hai người chưa bao giờ công khai xác nhận chia tay, song trong tuyên bố hồi tháng 10 năm 2023 với cơ quan cấp cao về minh bạch cuộc sống công khai, ông Atan tuyên bố không có bạn đời. Trong thông báo về nội các mới được đưa ra ngày 11 tháng 1, một số nhân vật chính trị nặng ký vẫn giữ chức vụ của mình. Ngoài ông Damanin tiếp tục làm bộ trưởng nội vụ, còn ông Dupont Moretti tiếp tục giữ chức vụ bộ trưởng tư pháp, ông Bruno Lemari là bộ trưởng tài chính và ông sebastian lecon làm bộ trưởng quốc phòng